Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Và hôm nay mình đang có mặt tại Hải Phòng. Mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái sân chơi về bonsai mang phong cách Nhật Bản nhưng trong lòng thành phố đất cảng nha anh em nhé. Và cái sân chơi đấy có những cái sản phẩm gì và câu chuyện của ngày hôm nay nó có những gì thì anh em cùng mình theo dõi nhé. Và cái không gian mà ngày hôm nay mà nhân vật chính mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn ngay tại không gian này. Let's go. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một không gian hoàn toàn mang phong cách Nhật Bản trong lòng thành phố cảng. Sam trái, trang, ruối, me. Ở đây có rất nhiều những cái chủng loại với đủ các dáng thế mà bất kỳ sân chơi các cuộc triển lãm nào cũng luôn luôn cần những hội tụ những cái sản phẩm như thế này để làm sao góp phần nổi bật cho sản phẩm. Đây cũng chính là những cái ý kiến của cá nhân mình. Vậy theo mọi người thì như thế nào? Anh em cùng mình tìm hiểu nhé. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một cây sam trái thác đổ rồi. Tuổi thọ của nó mình phải nói, mình không dám khẳng định, nhưng mà để mà ra được một bộ giam chi như này mình nghĩ luôn luôn chắc chắn phải mất khoảng vài chục năm. Các người nghệ nhân phải có chuyên môn, phải có nghiệp vụ và phải am hiểu, cực kỳ am hiểu về cái cách chăm sóc thì mới tạo hình nên được một cái hình dáng như thế này. Đặc biệt là cái chủng loại này, nó anh em phải biết rằng là cái tính của đặc tính của cây là phát triển cực kỳ chậm, đúng không ạ? Và để mà đạt được một cái tay đầu tiên là hoành mà ra đây đổ gập xuống thành huyền như thế này thì quá công phu và rất nhiều thời gian và công sức. Đây, kế bên cạnh mình đây là một cây mai nữa này anh em này, một cây mai hai thân cũng đã từng xuất hiện tại triển lãm Ninh Hiệp. Và mình gặp lại sản phẩm này sau gần một năm thì mình thấy rằng là cái lượng chi cành cũng đã to lên đôi chút. Tuy nhiên, cái mà mình đang muốn chia sẻ ở đây là cái thể trạng luôn luôn phát triển lên, chứng tỏ một yếu tố cực kỳ quan trọng của người gia chủ đấy là gì ạ? Là chăm sóc. Anh em hiểu không? Và duy trì nó, nếu anh em mình còn thiếu những cái kinh nghiệm thì có thể là mua những cái sản phẩm mà nó hoàn thiện như thế này. Ít hay nhiều tớ không muốn nói đến. Tuy nhiên, chúng ta am hiểu về cái kiến thức mà chăm sóc thì ta có thể gìn giữ nó, giữ cái thể trạng nó ổn định. Nhưng ở đây gia chủ là một người cực kỳ am hiểu về nghệ thuật cũng như là cách chăm sóc anh em nhé. Thì mới giữ và mới phát triển và mới nâng niu nó để nó trở lên một cách hoàn hảo nhất. Anh em cùng mình tìm hiểu xem nó đẹp ở những cái điểm gì anh em nhé. Đây, một cây hai thân hoàn toàn là đùn nu nhá anh em nhé. Đây cũng là những cái sản phẩm mà là rất nhiều cành được bó, được cấu tạo lên. Thì đấy, anh em đang chê là cái cách ghép, cách bó, nhưng mà cái phương thức làm như thế này đã được phát triển hàng vài chục năm nay từ rất nhiều các cái thế hệ, các nghệ nhân đã tạo hình lên. Tuy nhiên có rất nhiều những cái sự tranh luận rằng là một sản phẩm ghép và một sản phẩm không ghép, tức là tự nhiên ấy, thì mình xin chia sẻ luôn với mọi người rằng là
cái Lào nó cũng có cái vẻ đẹp riêng, và cái mục đích cuối cùng đến với tay người chơi là sản phẩm phải gì ạ? Hội tụ cho mình đầy đủ những yếu tố đấy là quý, hiếm có và khó tìm nha. Và đặc biệt là nó phải hoàn thiện và sạch sẽ để khi mà mình mang ra sân chơi thì mình luôn luôn là gì ạ? Luôn luôn đứng ở những sân chơi lớn, luôn luôn được có những cái nhìn gọi là những cái đánh giá cực kỳ cao trong mắt những người chơi, những người mà các đơn vị tổ chức. Ok, và còn rất nhiều ở đây nữa. Thì cameraman lại đây, anh em có thể thấy này, một cái không gian này và cực kỳ là chỉnh chu, kỹ. Kìa, anh em có thể thấy các cô luôn luôn vẫn đang thực hiện các cái công việc mà hàng ngày của mình để làm sao để mà duy trì, cũng như là để mà giúp cho cái không gian này nó trở lên một cách không thể nói lên lời anh em ơi. Anh em nhìn hộ tớ một cây sam này mà đến cái gốc như thế này, cái tuổi này, anh em nhìn hộ tớ này, nó là kinh điển luôn nha. Nếu vừa rồi thì mình thấy có rất nhiều những cái tranh luận ở trong cái việc mà anh em bảo là vườn lớn này, vườn nhỏ này. Tuy nhiên, mình theo cái quan điểm nhân tiện cái thước phim này mình muốn chia sẻ đấy là gì ạ? Là từ anh em, từ những cái bước đi chập chững anh em tập chơi để sưu tầm cho những cái mình, cái món đầu tiên là phải thích đã. Tuy nhiên cái vào tùy vào cái mức độ thu nhập cũng như là cái tài chính của anh em, cũng như kiến thức mà mình muốn nâng cao, mình muốn tìm tòi, mình muốn phát triển cái bộ môn này, thì phải nói rằng là rất nhiều người đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để sưu tầm được những cái sản phẩm như thế này. Và họ sẽ luôn luôn là một trong những người từ bé đi lên lớn, và là những đóng góp cả về mặt tài chính, cả về mặt công sức, cả về mặt những sản phẩm này để mang ra những cái sân chơi lớn, để từ đó anh em mình được tiếp xúc, được phân tích, được chia sẻ những cái gọi là liên quan về kỹ thuật chăm sóc, cũng như tạo hình, cũng như là các cái câu chuyện mà họ sưu tầm. Thì nhân tiện cái câu chuyện này, đấy là ý kiến của mình nhá, anh em cùng mình tìm hiểu xem nào. Một cái cây sam trái mà như thế này này, siêu phẩm nha, siêu phẩm. Đây, một cây nguyệt quế nữa này. Cái nếu mà vào nguyệt ấy, nếu mà vào vụ hương ấy, đây, cameraman có thể lại đây một chút này, anh em có thể thấy rồi. Phải để gìn giữ được một cái không gian như thế này thì gia chủ chắc chắn phải mất quá nhiều tiền bạc công sức, cái việc để duy trì, chưa nói là cái kiến thức mà họ phải dành cho cái bộ môn này nó cực kỳ là lớn. Anh em có thể thấy nhé, trước mắt mình đây là một cây nguyệt, vì bản thân khi cái khí hậu ở miền Bắc anh em có thể thấy rằng là nó có những cái thời điểm 1-2 tháng sương muối liền cơ, không thể duy trì được. Mà buộc ở đây mình được nghe câu chuyện mà người gia chủ lại chia sẻ đấy là gì ạ? Sáng nào cũng phải cho người rửa toàn bộ lá, lá ngấm xuống nước và tưới luôn vào buổi sáng, để làm sao cái lượng muối ở trong xương nó được trôi rửa đi hoàn toàn và thể giữ cho thể trạng của cây một cách hoàn hảo nhất. Tuy nhiên ở đây vẫn còn bị một số cành còn đang tụt ở đây này. Đây này, mọi người có thể thấy này, vẫn bị tụt này. Đấy, cái này không thể tránh khỏi. Và chắc chắn rằng sắp tới cái thời gian nữa, mình hy vọng rằng gia chủ sẽ có thể là triển khai thêm cái nhánh cành này, nuôi chăm sóc nó một cách ok nhất, để mà nó sẽ hỗ trợ thêm về cái khoảng trống của cái không gian đằng trước này. Nhưng mà phải nói rằng là cái thân, cái đường cổ này, anh em có thể thấy không? Một cây siêu, siêu phong hồi đầu, nhưng mà lại ngoái cái cổ này, nó đi ra nhưng mà lại ngoái về đằng trong, thì nó mang lại cho mình cái cảm giác, cái tính phong tranh ở sản phẩm này. Nhưng mà ngoài ra các cụ nhà mình đã định hình, đã dựng để được lên những cái nét cổ như thế này là anh em biết là gì không? Hồi đầu có nghĩa là gì ạ? Nó quay lại, là nhìn lại cái bản ngã, đôi khi nó là cái bản ngã của cuộc sống, mà đôi khi anh em mình phải có những cái phút giây mà lắng đọng lại, để mà từ đó nhìn nhận lại cái bản thân, cũng như là giúp cho mình ngày càng phát triển hơn.
Ok. Siêu phẩm. Tiếp theo là một cây si được nhập khẩu, mình được biết là anh nhập ở Đài Loan mang về. Thì với những cái sản phẩm như thế này, khi mà mang ra sân chơi, mình không phải nói với mọi người là nó có thể đứng luôn tại sân chơi quốc tế luôn nhé. Đây là phong cách, cách làm của rất nhiều các quốc gia hàng đầu về bonsai đang làm và tạo hình. Thì cá nhân mình nghĩ rằng nếu những anh em trẻ, đặc biệt là cái thế hệ như Chiến cũng như mọi người, là ở mình thì có những cái nguyên liệu cực kỳ tốt, cực kỳ là phong phú, và anh em thử tưởng tượng rằng nếu một ngày mình, tớ và các bạn, anh em cùng sử dụng những cái nguyên liệu đó và mình chế tác lên cho mình những cái phong cách như thế này thì nó có tuyệt vời không ạ? Chắc chắn rằng mình nghĩ rằng, mà anh em nhớ rằng là khi mình làm và mình sở hữu những cái sản phẩm mà là cái bước ngoặt của cái bước chuyển giao giữa các thế hệ làm cây, thì mình nghĩ rằng là để người khác mà đuổi theo cái sản phẩm, cái lối đi mà bạn đang theo đuổi thì nó đòi hỏi cái quá trình tương đối là lâu lắm. Anh em cùng mình tham quan nhá. Đây này, đừng có nói là cây quốc tế là họ uốn hết. Đây, cũng có những cái điểm cắt chuyển này, thân này. Đây là những cái tay đã được loại bỏ. Có một cái nghịch lý rằng ở thị trường Việt Nam này, là đây là điểm dương để ra cây, nhưng thường là những cái chi này họ với lên đây là họ luôn luôn mọc ở cành ở cái vị trí này. Nhưng cây nước ngoài anh em có thể thấy đây, họ thậm chí lấy một cách nhau rất gần một vài điểm để ra cành luôn. Tại sao họ lại làm như vậy? Và tại sao họ lại lựa chọn cái cách làm như thế này? Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở những video tiếp theo. Ok, và quay ra đây. Đây là một siêu phẩm mang phong cách thuần của Việt Nam này, anh em ạ. Cây này trước anh mới lấy được đâu đó khoảng, chắc mình nghĩ khoảng hơn 2 năm. Một cái sản phẩm, đây anh em ạ. Tại sao mình nói là ở bài buổi live stream trước mình có nói là những sản phẩm cốt lõi, đây là cốt lõi là anh em ạ. Tức là gì ạ? Là thân gỗ. Với những anh em, đặc biệt là những anh em mới chơi, cái việc mà anh em chưa lựa chọn cho mình được cái người nghệ nhân nào, chưa có cái uy tín để mà mướn được những nghệ nhân có cái tay nghề cao để mà làm cho anh em ấy, thì anh em nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó mang tính cốt lõi. Vì làm sao ạ? Khi anh em nuôi, anh em phát triển ra, nó cũng khó có thể nào mà phá thế được. Và bản chất nó là cây cốt gỗ, thì cái việc cái nguyên liệu xanh, đặc biệt là nguyên liệu xanh Nam Điền, càng nuôi nó càng đùn ra anh em ạ. Thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ. Tuy nhiên không phải cái sản phẩm này, thân gỗ như thế này mãi mãi là trường tồn được, mà nó còn phải hội tụ cả những yếu tố về dáng thế, về thể trạng của cây, về chất liệu của cây. Ok, và mình chúc anh em sẽ sưu tầm được những cái sản phẩm chất lượng nha. Đây, một cây hai thân. Một cây hai thân thuần Việt đây. Phong cách ngày xưa ấy, thì những cái bông tàn này được bố cục sắp xếp một cách dày, đĩa to, đúng không? Anh em có thể thấy rằng các cái cây cổ của các cụ thường là cái đĩa nó to như cái mâm ấy. Đấy, tuy nhiên với bàn tay và khối óc cũng như là cái kiến thức, sự đột phá của các nghệ nhân giữa các thế hệ, thì họ luôn luôn tạo dựng cho mình một cái lối đi, một cái phong cách, một cái sự phá cách mới để giúp cho cái cuộc chơi, cái sân chơi của cái nền cây cảnh của anh em mình là nó phát triển, nó không bị trùng lặp, nó không bị lặp đi lặp lại, nó khiến cho cái sân chơi nó thật sự phong phú. Đây, cameraman sâu ở đây, anh em có thể thấy đây, những cây già như con cóc hết này, và nó gai góc lên này. Tuy nhiên rằng này, nó vẫn phải có những cái đường chạy khó như thế này nhá mọi người nhá, mà phải rất nhiều năm hoặc là thiên tạo mới làm được. Đấy, đấy là những cái yếu tố mà nó cấu tạo lên một cái sản phẩm quý, hiếm. Đấy, còn đây nó mới là, anh em nhìn Hoàng quay giúp anh ở đây. Đây này, mọi người có thể thấy ở đây này, này,
tưởng là da hơi xanh xanh, tưởng là non, nhưng mà đây là nó là đùn nha anh em nhá. Anh em mình phải rút cái chân mầm này ra thì nó tạo ra cái điểm lồi lõm, thể hiện cái tính cổ thụ cao ở trong cây. Tuy nhiên những cái sản phẩm này là không còn ra mầm luôn mà nó còn tự đùn ra nha anh em nhá, thì chứng tỏ cái tuổi thọ, tuổi đời của cái sản phẩm nó cực kỳ là cao. Thứ hai nữa, để mà phân tích một cây già phải tính cái độ chùn nhăn như thế này này, nó giống như cái người già, cái sự lão hóa của người già, cái những cái lớp nhăn, lớp ở trên cái khuôn mặt cũng như trên hình thể, thì nó quyết định đến nhiều yếu tố mới gọi là già. Ok, một siêu phẩm nữa, một siêu phẩm nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người đây, một cây trược. Thằng đứng vậy. Nó mang lại, tại sao cây trược lại luôn luôn được mọi người siêu tầm và mọi người yêu quý nó đến như vậy? Me, chủng loại. Ở đây có hai cây me cực kỳ đẹp. Nhưng cái điểm gãy đây này, điểm gãy này mới là những cái điểm khó đây này anh em này. Mà phải rất mất nhiều, hàng vài chục năm, cái người nghệ nhân phải có tay nghề. Em quay xoay vòng tròn cho quý vị và các bạn có thể thấy này, cái độ khó của sản phẩm. Nhưng mà đây, đứng ở góc này Hoàng này, em quay đây, nhìn này, đây mới là cái góc mà mình đánh giá là sản phẩm nó mới là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy không? Điểm đầu tiên này, đây là một gốc trực, xuất phát ra nó rất chi là đơn giản, cứng, thô. Nhưng mà bên trên đây, cái người nghệ nhân người ta tạo hình một phát, cái điểm cong này, gập cùi chỏ như này, nó phá vỡ luôn cái quy tắc của cái cây trực, giúp cho người ta cảm thấy được giữa yếu tố hài hòa của tự nhiên và bàn tay của con người hội tụ trong cái sản phẩm. Còn về chi cành thì mình không bàn nữa nha, nó quá hoàn hảo, nó quá đẹp. Vậy là một người mới chơi thì mình khuyên anh em, mặc dù cái chất liệu này nhá, mình nghĩ thôi, nếu mà cái số tiền mà anh em sở hữu một cây này, có thể nó không bằng một cây xanh, cây si hay một cây ruối ở cái thị trường Việt Nam mình hiện tại. Tuy nhiên nếu anh em mang ra, sở hữu được những cái sản phẩm như thế này với mức giá mình nghĩ khoảng đâu đó khoảng tiền trăm đi nha, thì anh em mang ra sân chơi Lào anh em cũng có chỗ đứng và có những cái dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ cũng như là các nghệ nhân. Đấy là quan điểm của mình. Vì nói thật với anh em là nếu mà một triển lãm chỉ có 2-3 chủng loại chính thì nó thật sự là nhàm chán anh em ạ. Đây là một cây cốt chậu luôn nha. Đây, đây là một phân biệt cây cốt chậu anh em này. Là cái ngày xưa là nó nằm ở một cái chậu tròn nhỏ, đâm ra cái rễ họ nó phát triển và nó đan thành bánh như thế này. Đấy là cái đặc điểm nhận diện, không phải là một cây khai thác nha. Còn lại là siêu phẩm nữa đây anh em ơi, quá nhiều siêu phẩm. Đây cũng là một siêu phẩm này. Ok, tuy nhiên nhé, tại sao mình lại khen ở đây là nhiều siêu phẩm vậy? Cái to cây nhỏ thì anh em không thể nào mà mang ra so sánh một cây nhỏ này với một cây to, rằng nó mình thích cây này hơn thì được, nhưng mà bảo mang ra so sánh thì nó thật sự là khập khiễng. Tại sao ạ? Vì bạn không thể nào đi vừa cho mình một đôi giày mà cái chân của bạn chỉ size 41 nhưng mà người khác tặng bạn một đôi giày hiệu size 45 cả, nó không phù hợp. Chính vì vậy với những cái không gian nhỏ thì anh em nên chơi cho mình cái, sưu tầm cho mình cái sản phẩm ở cái phân khúc khoảng 5-70 phân như thế này. Và với những anh em có cái sân vườn rộng thì mình nên chơi những cái sản phẩm nó to hơn, lớn hơn, như cái cây tùng này ở bên đây chẳng hạn. Nhưng nếu mà bạn thật sự có không gian rộng lớn như khoảng vài nghìn mét như ở đây thì anh em lên chơi đủ món cho tớ. Nhưng mà nó sẽ hơi đau ví nha anh em nha. Đây nữa là em này. Em quay thì nó quá nhiều siêu phẩm. Đúng không? Trước mặt anh em mình đây là một tác phẩm Mộc Lăng Sinh Bạch Ngọc. Cây em, sinh ra từ vàng bạc. Cây sinh ra từ vàng bạc. Cây này ngày xưa của anh Huy. Cây này vào thời điểm 2018 đã xuất hiện tại triển lãm Ninh Hiệp. Thì thời điểm đó mức giá khởi điểm cho cái thời điểm đấy là đâu đó khoảng
vài trăm. Nhưng mà bây giờ anh em có thể thấy đây, mình lâu rồi gặp nhưng mà nó biến đổi thật sự đấy anh em ạ. Một trong những cây cốt gỗ, đây là những cây sản phẩm cốt lõi mà mình muốn chia sẻ với mọi người rằng là đấy, trước khi mình mua, có thể là mình chưa tìm được nghệ nhân nhưng mà mình vẫn phải sưu tầm những cái sản phẩm cốt lõi, cốt gỗ, thân lạc, ngồi bệt, ok, và có dáng anh em nhá. Để làm sao cái người nghệ nhân người ta dễ chế tác và các bạn sẽ không bị rất nhiều những cái rủi ro. Đây một cây si nữa, kế bên cạnh mình đây là một cây si trắng. Anh em nhìn cái bẹ nó bẹt dính nhá, một cái sai to kinh khủng luôn này. Đây, đừng nói là cây quốc tế không cắt giật nhá. Đây cũng là một cái phiên bản mà xuất phát từ nước ngoài mang về đây. Đây này, các cái điểm cành cắt đây cũng đã được thu hết này. Đấy, anh em thấy không? Và đặc biệt anh em nhìn với những cái cây này thì nó mang tính cổ thụ cực kỳ cao. Cá nhân mình nhá, ở đây thì có rất nhiều những cái siêu phẩm, nhưng mà trong lòng mình xin phép anh gia chủ, cái gì thích mình vẫn phải bảo là mình thích, cái gì chưa thích mình vẫn bảo là chưa thích. Và trước mắt quý vị và các bạn đây là một sản phẩm mà có lẽ mình dám khẳng định rằng ở thị trường Việt Nam hiếm có, hiếm có, khó tìm. Và đây là một nguyên liệu, thời điểm anh ấy mua là một nguyên liệu gần bán hoàn thiện. Và để đến bây giờ cameraman có thể ra đây, lưu miếu duệ, tức là giữ lại cho đời sau. Ok, một cách chơi chữ. Và anh em có thể thấy một cây tùng mà có cái tuổi thọ nó thứ nhất đề co, thứ hai về sản phẩm cốt lõi. Một cây tùng mà để đạt được cái tuổi thọ như thế này, anh nói với em nhá, nó phải mất đến vài hàng trăm năm, chứ nói là còn nhiều hơn nữa. Tại sao anh nói như vậy? Em có thể thấy không? Bình thường khác nhá, những cây khác là nó sẽ thẳng, nhưng cây này nó vặn đến mức như thế này. Em hiểu không? Chỉ ở Việt Nam mình thường có những cái sản phẩm như thế này là gì? Anh chưa từng thấy bao giờ gặp ở cây tùng. Anh chỉ thấy nó xuất hiện ở những cây gọi là cây gạo, cây gọi là xà cừ, chứ chưa bao giờ anh gặp một cây tùng được như thế này. Em phải biết là cái đường thân cũ của nó đây, ra đây này, rồi lên đây này, và đã được cắt chuyển cả thân, cắt đây, chuyển cắt thân luôn. Cái đường cắt này lên đây là cái cành, chắc ngày xưa nó là cái đường thân nữa, nhưng mà người ta loại đi mà để chọn ra cái ngọn đây. Nó là siêu phẩm anh em ơi. Cái, ở cái độ tuổi này, ở cái tầm sai này, hiện tại như mình đang được đánh giá nó cao khoảng 1m60. Và mình dám khẳng định luôn với quý vị và các bạn, đây là sản phẩm ghép nhá anh em nhá. Mình thấy anh chia sẻ ngày xưa nó là cây tùng, bản chất của nó là cây tùng La Hán anh em ạ. Và được người nghệ nhân người ta yêu thích cái chủng loại mà cái chất liệu tùng ở đây nó gọi là tùng kim cương, thì không phải là cứ cây ghép là không có giá trị nhé, mà giá trị cốt lõi ở đây nó nhiều yếu tố để cấu tạo thành. Chẳng qua là cái anh em mình đang chơi đấy là gì, mình phải có cho mình một cái quan điểm và một cái cách chơi hoàn toàn khác biệt, mà cũng hy vọng rằng anh em sẽ hiểu ra từ những cái câu chuyện của mình. Và bây giờ tham quan cái không gian đây nhá. Đẹp. Đây. Đây làm kiểu phong cách Nhật. Phong cách Nhật mẹ. Đây, một cây hoa giấy này. Nghinh phong chiếu địa, tức là không phải chiếu thủy nữa mà là soi đất đấy. Em nhìn thấy cái độ đường nghệ thuật của sản phẩm này, lần đầu tiên mình thấy một cây hoa giấy mà mang phong cách quốc tế xuất hiện tại Việt Nam. Đây này, cũng đang thấy hơi yếu một chút ở cái cành này này,
Đây là chắc chắn là cái đặc điểm của những cây hoa giấy là chất ăn là cực kỳ cao này. Cái thứ hai nữa là nó đòi hỏi phải một trong những cái cách chăm sóc tương đối là đặc biệt đấy thì mới được đấy. Mà để mà hoa giấy được ra cái dáng với cái dàn cành như thế này, ui, em có thể quay ở đây không? Nó là dã man. Đấy, dạ. Cái nào đáng thì mình khen. Ngoài cái tuổi của nó, tuổi thì thực ra anh, nếu mà cây hoa giấy như thế này anh đánh giá là nó cũng không hẳn là quá cao đâu, trong cái giới hoa giấy đâu. Nhưng phải nói với nhau rằng cái điểm nghệ thuật thì hiếm có cây nào có thể có được. Này, em nhìn giúp anh cái tay này, xuất phát từ đây này. Đấy, xuất phát từ đây nó đổ xuống này, nó đi ôm vào thân và nó đi ra. Ôi dồi ôi, kinh điển. Đấy, và còn rất nhiều những cái sản phẩm nữa. Ở kia cũng là một cây hoa giấy kìa. Ua, trong kia cũng là một cây hoa giấy nữa. Còn chưa nói là các cây tùng khác nha. Và đặc biệt, thông qua cái câu chuyện này, mình muốn chia sẻ với mọi người rằng cái người gia chủ này đang sở hữu, nếu mà nói về phân độ size giữa các size, các chủng loại, thì anh đang là người sở hữu tương đối nhiều những cái siêu phẩm trong cái làng chơi. Tuy nhiên, cái thời điểm năm ngoái mình có mời anh tới tham dự và mang một vài tác phẩm đến chơi với triển lãm linh nghiệp, thì anh không ngần ngại nói mà em cứ lựa chọn bất kỳ cây nào anh đều mang đến. Và em muốn để ở đâu cũng được. Đấy, anh em ạ. Cái người chơi thật sự, người ta không bao giờ quan trọng đến là phải mình phải được đặt ở cái vị trí nào, mình phải đề cao cái bản thân mình lên giữa những người khác. Tuy nhiên đây là một cái, thông qua cái câu chuyện này mình muốn chia sẻ là cá nhân anh em mình sau này tạo dựng nên những cái sản phẩm, những cái tác phẩm mà chất lượng đi chăng nữa, thì nếu sản phẩm của mình đã là những cái sản phẩm tốt, tốt ở cái thị trường, thì bạn để nhà người khác cũng đến. Và bạn để ở bất kỳ đâu nó vẫn thu hút hoàn toàn ánh nhìn từ những người sưu tầm, từ những người có chuyên môn và từ những người đam mê cây cảnh nghệ thuật. Đây,